Đợi cho dừng lại hả? Dừng lại cho xương màu trắng hả? Thôi, ôi, chơi tiếp đi nha. Mẹ xuống mẹ lau nhà chút nha. Rồi mẹ lên nha. Ai, con ngồi im đi chơi nha. Đi, là xuống đi mẹ, xuống mẹ làm công việc nhà chút. Nha. Con mẹ đi. Sugar, con mẹ cắt, con mẹ cắt đi, con mẹ đi nè. À, giỏi. Rồi chơi đi nha. Sao vậy? Sao trong vườn, trong giường nhà mà con tự lột tả rồi con đái vậy? Hả? Mẹ nói rồi, chỉ khi nào con ra ngoài ngoài vườn á, trèo cây thì mẹ mới lột tả cho con. Sao con lại trong nhà con tự ý con lột tả như vậy hả? Bây giờ con đái làm gì rồi? Đây, tác phẩm của con phải không? Đây phải tác phẩm của con không? Con có được như vậy nữa nghe chưa? Nha. Bây giờ con mẹ phải giặt cái giường nè, rồi chiều trưa nay con ngủ bằng cái gì? Con biết lỗi chưa? Ôi đã bận phải không? Biết lỗi chưa? Mẹ coi rồi rồi mẹ biết rồi. Để mẹ mang con ra rửa nha. Rồi vô đây mẹ nói chuyện với con sau. Sugar, sau này con không được tự ý cởi tả ra nữa nghe chưa? Nha. Cởi tả rồi đái lên giường là mẹ không có chấp nhận nha chưa? Sugar có nghe mẹ nói không? Đây là lần đầu của Sugar cho nên là mẹ sẽ bỏ qua cho Sugar. Nhưng mà sau này con không được làm như vậy nữa chưa? Nha.
lần nào con phải không có được cởi tả trong giường rồi hả, con nái như vậy là không được, như vậy mẹ phải dặn nè, rồi hôm nay con ngủ phải nói gì đúng không, phải mất thời gian một ngày thì mình gối mới khô được, cho nên là mẹ lo cho Sugar thôi nha, con không có được làm vậy nữa nha, nào cũng phải mặc tả. Thì thỉnh thoảng mẹ sẽ mở tả cho con, nhưng mà khi đó là một là mẹ trông chừng con, hai là con đang trèo cây rồi vườn, chứ con không có được tự ý cởi tả trong nhà nha. Ha, con muốn nói gì? Con biết lỗi chưa? Con chỉ được ra vườn, rồi lúc đó mẹ sẽ cởi tả cho con để con leo cây thoải mái, chứ trong nhà con không được cởi nghe chưa? Nha. Ôi mẹ hả? Con biết lỗi chưa? Con biết lỗi của mình chưa? Cái này có dám nữa không? Không có được cởi tả ra nữa nghe chưa? Khi nào ra vườn mày cởi cho nha. Con không có được cởi tả. Chưa? Như vậy là xấu nha, như vậy là hư nha. Nha. Bây giờ mẹ chỉ con xuống đi vệ sinh cho trong bô nha. Nha. Sau này Sugar đừng có cởi tả nữa nha, mẹ buồn nha. Nha con. Rồi đi. Xuống mày chỉ cho. A few hours later. Đây, mẹ chỉ cho con ha. Rồi, con ngồi như này đúng rồi nè, đó. Rồi, tay con dịch vô đây nha. Đúng rồi. Đúng rồi. Con dịch hai tay ở đây nha. Rồi, cái chân con đứng đặt đây. Đúng rồi, chân con đặt đây. Đúng rồi. Tay con dịch ở đây nha. Đúng rồi. Rồi chân con đặt lại chân này nữa. Đúng rồi. Sau này chỗ này sẽ con đi vệ sinh thế này nha. Như này là đi vệ sinh nha. Nha. Sau này con đi vệ sinh như thế này nha. Nha. Được chưa? Bây giờ con có mắt đi vệ sinh không? Mắt thì đi thôi, mẹ xin thử nha. Đây này nữa, đây này con dịch vô, đúng rồi. Đó, dịch như thế này nè, dịch chưa? Giỏi, sau này đừng có đi trên giường nữa nha con, đừng có lọc tả nữa nha.